Trời ơi, hai anh này hai anh dễ sợ luôn. Em đang chuẩn bị làm clip giảm 10% á, là cái hai anh vô liền à. Thì hiện tại là shop bên Nguyễn Trãi đã đóng cửa rồi nha anh em. Shop bên 22A Mậu Thân thì sẽ mở cửa đến hết trưa ngày mai, là trưa ngày 30 Tết. Đó, thì sẽ ưu đãi giảm cho anh em cái mẫu giúp GH này là 10% nha. Giá đang bán 950, giảm còn 855.000. Đó, những anh em nào đã mua sáng nay thì vẫn chưa có giảm nha. Đó, nhưng mà bắt đầu từ chiều, từ tối nay đến hết trưa ngày mai thì sẽ giảm cho anh em 10%, là còn 855.000 anh em ơi. Còn đây, hứa hẹn sẽ là cái mẫu mà sang năm là cực kỳ hot luôn nha. Mẫu giúp GH hai khóa màu nâu, màu đen và màu bò. Đó, em sẽ lên mẫu mới cho anh em. Năm nay thì cái mẫu GH này mình đã ăn rất là nhiều rồi, thì em sẽ thay đổi một chút xíu, một cái dòng mẫu dép GH mới có hai khóa. Cái màu này là cực kỳ đẹp luôn nha anh em ơi. Rồi, anh em ở Cần Thơ thì mình tranh thủ mình ghé shop 22A Mậu Thân để mình mua hàng nha. Còn bây giờ thì anh nhiều quen anh Tết đây. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, năm mới phát tài nha. Bye bye.